Giỏi chê nhở? Dạ. Hai anh em mình lớn chê nhở? Oh. Anh Trích à? Anh Trích ơi. Trích này. Good girl. Very good. Ui, lên mũi rồi. Lên mũi rồi mẹ trên nào. Ui. Mommy. Yeah. Help. Help Zoe. Yeah. Okay, help Zoe. Đúng rồi. Đúng rồi. Help mommy help. Yeah. Yo. Yummy rồi. Oh, anh sờ muốn mẹ bón á. Baby. Oh, baby yuppie. Yeah, you are a big boy. Big boy Raffi. Con tự bón được mà, big boy tự ăn được. Em là em nhìn thấy mẹ em cho em chích ăn mommy. Đấy. Joey. Mommy. Yeah. Mommy one. Nào. I'm got you one. Chích kìa. Daddy go work again. No, daddy sleeping. Daddy in bed. Very good girl. Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Vlog Christmas ngày 17. Yay! Đến giờ em thôi mở cái calendar. Ready? Looking for number 17 today. 17. Is that 17? Yeah. Wow. Sói tìm ngay ra được. Wow, wow, wow. Yeah, we're gonna open this. Ooh, what's in number 17 today? Ooh. Số 17 hôm nay là cái gì đây hả con? It's the elf. Elf là người giúp việc cho ông già Noel. Yo, that's the elf. Đây, elf này. Yeah, you can have it. You have it. Nhầm. Em Trích đi ra ngoài đi chơi với ba em với ông nội rồi. Thực ra là ba em với ông nội chạy xuống cái chỗ cửa hàng mua một ít đồ nên là cho em Trích đi cùng luôn. Còn anh Sói ở nhà với mẹ. Mẹ em có xay xoài ra cho sói để làm như kiểu là sinh tố xoài ấy, smoothie, mango smoothie cho em sói và sói rất là thích. Này con.
trở lại tuổi thơ của mẹ trước đây. Đúng là thời kỳ kiểu khó khăn ấy. Bây giờ nghĩ lại mình mới nhớ ra hồi bé, mỗi một lần ba mình đi công tác về là mua xoài về, đến mua xoài về, cả nhà xay xoài ra. Sau đấy thì là đá đập nhỏ ra trộn với đá chứ, sinh tố xoài. Bây giờ smoothie, mango smoothie, sinh tố xoài của các em ấy là chỉ có xoài thôi, không có trộn thêm với gì cả. Không đá, không gì hết. Con nhỉ? Có thì cùng lắm là sữa tươi, kem tươi. Rafi? Rafi, your smoothie, come on. Sáng nay mẹ em vừa cho pin vào Thomas cho em đấy. Wow, Rafi, let Thomas go. Go, 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 Thomas. Wow, hi Thomas. Hiya. Ooh, hiya. Ooh, wow. Oh. Oh. Let Thomas go. Let go, let go. Can we let Thomas go then? Nào con cho Thomas đi đi. Con gạt cái cần cho Thomas đi nào. Đi chơi. Wow. Du, 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 du. There he's come! Yay! Yay! Stop! And go! And go! Yay! Mommy. Okay. Your smoothie, Baba. Gone. Smoothie. Mmm. Yum. Mẹ để đây nhá. Ha ha ha. Ây ơi. Cato papa, cato papa. Oh, good girl. Hey. Em vừa đi chơi về với ông với ba về đây. Joey. Joey. Say cheese. Joey. Say cheese. Oh. She loves it. Yay. No, Papa. Oh no. Funny face. Ôi dồi ôi, xẻo hết cả dãi ra, ra ra người ông rồi. She's slavering then. Tickle, 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 tickle. Tickle, tickle. Ai! Tickle, 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 papa, tickle. Right. If I have a hill, right. Then we should, right. Get, we should get all this pink and white in here. Eh? Yeah, right. Oh. What's that? We get a pink and white. Roger's trying to find a way to spend money there. Yeah. Let's back up again. Yeah. Ba sói chích vừa đi siêu thị mua được cái búi búi sát sát này về để ba mẹ em cọ rửa sàn nào. Hô hô, làm sạch cái sàn này nào. Chắc là cọ nó sẽ đi thôi. Thử xem nào. Phải có nước nữa nha. Có nước thì mới đi được. Và hôm nay thì ba mẹ sói chích vừa lên kế hoạch đi chơi chỉ trong một tích tắc. Đấy là thứ hai này, nhà sói chích sẽ đi chơi cho đến tận thứ tư mới quay về. Địa điểm mà nhà sói chích sẽ đi đến đấy là vườn thú của Australia, gọi là Australia Zoo. Phải lái xe từ đây lên đấy mất khoảng gần 3 tiếng, 2 tiếng 45 phút, gần 3 tiếng. Còn tùy thuộc vào là đường có tắc không ấy, nếu mà đường tắc thì chắc là 3 tiếng, còn nếu không thì là tầm 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng 45 phút. Mình có đặt một cái chỗ nghỉ ở trên đấy. Nhà sói chích sẽ nghỉ ở một cái khu
nói thế nào nhỉ, nó như kiểu là sinh thái, nó là khách sạn, thế nhưng mà người ta chia thành những cái khu nhỏ nhỏ, rồi là người ta xây dựng theo là đây là nhà của gia đình, đây là phòng gia đình, hay là phòng hay là khu đại loại là người ta xây dựng theo những cái chủ đề đấy. Thì mình thích nhất cái chỗ này ở một cái điểm đấy là gần núi này, xa tách biệt hoàn toàn với các cái khu trung tâm mua sắm, đường đường đi xe chạy các thứ, đại loại là nó kiểu tách biệt hẳn ấy. Và nó có vườn tược hoa quả tươi, hoa quả mà có một cái vườn hoa quả tươi để cho khách nghỉ có thể ra đấy và hái hoa quả để ăn tại chỗ luôn ấy. Mẹ Sói Trích phát hiện ra có một cây khế rất là to. Không biết là bao nhiêu năm rồi mình chưa ăn một quả khế. Nhà bà ngoại mình ở Việt Nam có một cây khế gọi là chĩu chịt luôn, cây khế bé nhưng mà quả thì nhiều kinh khủng luôn. Không phải là bé mà là cây khế rất là thấp, thân to nhưng mà rất là thấp, chỉ xà xà mà quả chĩu chịt đến mức độ mà phải chống cái cành lên ý vì sợ nó đổ cây ý. Trước đây ở Việt Nam thì hay có khế ngọt nhà bà ngoại ăn. Còn từ khi mình đi nước ngoài là thực sự là không biết là bao nhiêu năm rồi, 7-8 năm rồi chưa được ăn quả khế nào cả. Và một lát nữa vào thì mình sẽ phải chuẩn bị đồ. Vì là đi gần và ngắn ngày nên là mình chỉ chuẩn bị hai cái ba lô cho mình với ba em sói này. Sói Trích một ba lô đồ, thế thôi. Vì là mang cả xe đi thì để đồ được ở trong trong cốp xe nữa mà. Và mang xe đẩy của hai anh em Sói Trích đi nữa. Coi như là đi du lịch gần xung quanh đây, nên là đi xe của nhà. Bây giờ mình sẽ đi chà mấy cái này thử nào. Thanh niên kia quay lại đây mẹ xem nào. Mẹ em vừa lôi anh sói ra đây ngồi cắt tóc này. Em Trích cũng ngồi ở ngoài này xem sói cắt tóc còn nhờ. Ba em vừa mang cái cầu tun bằng hơi sang bên nhà ông bà nội để cho sói sang đây bơi bây giờ. Còn Trích thì có khi là mẹ cho Trích tắm nha. Rafi, con. Thanh niên hoi kia. Thanh niên hoi. Yeah. Chả. Hết bubble rồi con. Cái này hết rồi. Cái này hết rồi. Ngồi rất nghiêm túc để cho mẹ tỉa tóc. Nhà con nhỉ. Hi ya baby. Nào quay đây mẹ xem nào. Nào. Ôi dồi ôi. Đừng có động vào cái đấy nữa. Đấy là máy cắt cỏ con. Máy cắt cỏ. Sao nói máy cắt cỏ. Đứng ra kia nhảy mẹ xem nào. Wow! What does Chifu Tom do, Ravi? Can you do it? Wow! Wow! Mùa hè năm nay hy vọng là anh sói nâu nâu được một tí. Yeah? You go swimming with daddy now? Yeah? Mẹ em ở nhà cho em Trích tắm này. Rồi là làm gì nhỉ? Chuẩn bị đồ để mai nhà mình lên đường. Ouch! Where's daddy? Where's daddy? Where's daddy? Where's daddy? Hả? Huh? Raphael? Wow! Joey! No, Rafi, don't. Con đừng có mang những cái viên sỏi đến gần em. Em chưa biết chơi mấy cái đấy. Joey. Em Trích không xuống bơi được. Lý do là bởi vì mẹ em cho em đi tắm. Bây giờ mẹ em còn có thời gian để dọn dẹp với chuẩn bị các thứ nữa. Chứ bây giờ để cho Trích bơi ý, về đến nhà thì muộn lắm. Tối nay mẹ em phải ngủ sớm thôi. Con phải dựng vlog nữa. Và cái vết tiêm này của em ấy thì em cũng chỉ được xuống nước kiểu 30 phút thôi ý. Nên là thôi. Thôi, để hôm nào có thời gian. Thôi. Mẹ cho Trích lượn một tí nào. Sở đợi mặc quần áo vào. Yeah, it's in the camera bag. This one. Ba mang máy GoPro của ba sang à? Chicken nugget. It's in here, babe. Lấy cái thẻ nhớ cho ba em nào. Thế. Is that 16 one or can you? Is that 16 or 32? 32. Oh, here's the 16.
Oh, 32. Both 32. It's fine. Just use it. Cả hai cái thẻ cùng là 32 GB. Ba em sang giúp ông vận chuyển các thứ xong là bị cắt vào tay đây này. À, nhà xóa chiếc có cái tủ lạnh mới. Chữ được thêm nhiều đồ và tủ này sẽ là tủ để nước với để đồ uống. Bình thường nhà mình cũng có một cái tủ con để ngoài này ý, nhưng mà nó hỏng từ năm ngoái rồi. Nên là bây giờ có tủ mới này, tủ to hơn. Đấy. Đa 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 đa. Để chỉ để trữ nước thôi. Còn tủ trong nhà để đồ ăn. Trên này không để gì cả. Có gì thì mua kem cùng để trong này. Chicken nugget boy. Em chick ăn tối rồi con. Nhẹ nhàng với em thôi. Chick ăn tối xong chick lại còn ăn thêm cả sinh tố xoài nữa. Ôi dồi ôi, ăn nhiều thế nhỉ. Mẹ em phải cầm cái vòi này sang thì mới phun nước lên trên cái cầu trượt được ấy. Ba sớ chích mở cái cửa này ra nhìn nhà rộng không? Trông khác nhỉ. Bình thường mình chỉ để một cửa thôi mà. Một cửa mở thôi. Ba con chạy sang bên nhà ông rồi. Babe, do you have a garage key? You must have it. Cho chích sang đấy ngồi chơi tí thôi. Và để mẹ em vlog em sói chơi cái cầu trượt cho mọi người nhìn. Hoa phượng nhà ông. Lần nào đi sang đây nhìn cũng rực rỡ rực rỡ rực rỡ. Wow. Bây giờ mẹ em mới ăn tối đây. Chicken peri peri. Mình đang rủ ba sáu chích ra đây ăn nhưng mà không biết là ba em có muốn ăn không nữa. Ba em không ăn một mình em, mẹ em cũng đánh chén hết hai cái xiên này thôi. Buổi chiều mình định là đưa em chích sang bên nhà ông bà nội xem anh sói chơi, bơi một tí rồi về nhà tắm cho em ý. Cuối cùng lại ở bên đấy chơi suốt cho đến khi hai ba con sói bơi xong đi về nhà. Nên là mình tắm cho em chích hơi muộn này, rồi là bắt đầu chuẩn bị đồ, thu quần áo khô vào, gấp quần áo cất đi. Rồi cho hết quần áo còn chưa giặt ở trong phòng giặt, cho máy giặt, giặt, dọn dẹp các thứ. Và có lẽ nhà xóa chích đi như thế này thì sẽ phải nhờ Rosanna ấy thu quần áo vào cho nếu mà quần áo khô. Thành ra là mình cũng không vlog để chia sẻ với mọi người được là mình chuẩn bị đồ những cái gì. Đại loại không có gì lắm đâu, vì là có mỗi đi có mỗi 3 ngày thôi mà, 3 ngày 2 đêm. Khi nào lên trên cái chỗ khách sạn ấy mà có thời gian thì mình sẽ vlog cái túi đồ để chia sẻ nếu như bạn nào mà muốn biết. Và bây giờ thì mình sẽ dừng luôn vlog ngày hôm nay ở đây để ngồi ăn tối nào. Sau đấy rồi còn phải ngồi dựng vlog nữa. Yes. Mommy. Which one?
Cái gì hả con? Tree nào? Cây thông. Cây thông Noel dựng lên rồi còn gì nữa? Hử? You go to bed now? You go to bed now? Can you say bye bye? Bye bye. See you tomorrow. Papi, you want a party pie? Party pie? No? That's Zoe cracker. You want that one? No, party pie? Yummy party time. You want Zoe cracker? Sau đấy mẹ em còn phải dọn một đống các thứ kia nữa. Đồ chơi này, đồ chơi hai anh em này, đồ hôm nay đi bơi về này, thì mới yên tâm đi đi chơi được. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của Nhà Sói Trích thì chia sẻ vlog của Nhà Sói Trích trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh Nhà Sói Trích. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký cho kênh của Nhà Sói Trích nhá. Nhà Sói Trích sẽ lại hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng từ Việt Nam. Bye.